dừng xe lại, dạ, thắng cái két lại cho anh. Giới thiệu đối với tất cả mọi người ngày hôm nay biết đây nè. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Anh. Em là Kim Đào và đây là bạn chơi của em ạ. Dạ, em là Minh Thành và hiện tại em là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trời đất ơi, bởi vậy sinh viên sân khấu điện ảnh cho nên là cái đại từ ha, rồi cái tròn vành rõ chữ ha, thấy có vẻ hợp nhau đúng không? Dạ, đi đường nắng đâu có mệt không em? Dạ, Đào cũng không mệt lắm nè, dạ, cũng dạ, là xúc xổ hơi hơi ít thôi, cũng không nhiều lắm anh. Rồi, dạ, thôi bây giờ mình bình tĩnh lại nha. Dạ. Để nghe đội bên đây giới thiệu về bản thân mình, xin mời. À, lần đầu tiên xin cho phép Lâm Quốc Khải và bạn chơi là Trinh Tâm. Dạ, gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất ạ. Ngày hôm nay đúng nghĩa là tôi không biết là bạn lái xe làm sao ha. Bạn có bằng lái chưa ha? Rồi cái kỷ niệm bạn lái xe đừng như nào? Đừng hỏi nữa, lòi hết. Phải hỏi chứ. Đến với an toàn giao thông ngày hôm nay thì phải có cái gì liên quan tới giao thông chứ, kể nghe chơi thải. Thật ra thì kỷ niệm lớn nhất mà khi mà tham gia giao thông đó là thường xuyên bị bắt thôi. Thường xuyên bị bắt thôi. Hay quên. Vậy cho hỏi nè, những cái lỗi nào mà mình hay mắc phải nhất? À, thí dụ như là quên bật đèn xe. Bật đèn xe. Cho nên là bây giờ ban ngày cũng mở. Chuyển qua nó hao xăng. Thế bây giờ là có bằng lái chưa mấy đứa? Dạ. Có rồi anh. Dạ, có rồi. Anh là thấy em lái xe thường xuyên, dạ, đi giao hàng đó, dạ. Mình bán hàng online đúng chưa? Đúng. Xong mình đi giao hàng cực khổ ghê đúng không em? Trời ơi cực lắm, cái gì mà bằng shipper giao hàng anh. Bởi vậy có cái kỷ niệm nào không, kể nghe coi. Quá trời kỷ niệm trên cái đường xa lộ với đó, em đó. Mấy anh nha. Lần đầu tiên em lên đây là 4 năm trước. Là em chưa biết đường gì hết trơn, là không nhớ gì hết. Không biết đường, ừ, không nhớ. Không biết luôn chứ không phải không nhớ. Là chuyên gia lạc đường. Lạc đường. Chuyên gia lạc đường mà em nói là khách của em cũng kiểu mà rất là khó ở, ừ. Đó là điện thoại là em ơi, em chạy tới bến xe miền Tây, ừ. Em chạy thẳng hoài thấy cái tên lửa em quẹo vô, ừ. Đó trời, em đâu có biết trên này có cái đường tên lửa gì đâu anh. Em cứ chạy thẳng hoài, thẳng hoài, thẳng hoài để em kiếm em kiếm một cái tên lửa. Mà anh ấy... phải kiếm cái hình tên lửa xuất hiện trên đường. Em suy nghĩ trong đầu nè, em mới nói là chắc là ở dân người dân ở thành phố Hồ Chí Minh người ta sẽ làm một cái tên lửa gì đó để cho người dân người ta chụp hình, ừ, kỷ niệm, ừ, gì đó, đó này đó, đó hợp, thế hiểu, em kiếm hoài, em chạy thẳng hoài, thẳng hoài không thấy tên lửa. Tới một hồi em thấy cái chữ là Long An kính chào quý khách. Long An kính chào quý khách. Là đi ra Long An